Này các cô gái, nếu như bạn đang mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh, một thân hình săn chắc và một tinh thần tích cực thì hãy theo dõi video clip này nhé. 5 năm trước thì Yến không có được vóc dáng, sức khỏe cũng như là tinh thần tích cực. Mọi thứ rất khó khăn và tồi tệ. Và lúc đó Yến nhận ra mình cần phải thay đổi. Yoga đã giúp Yến lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và kiểm soát mọi thứ tốt hơn. Yoga đã giúp cho Yến và hàng ngàn phụ nữ khác trông tuyệt vời hơn, khỏe khoắn hơn và yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Như chị Thái Ngọc đã giảm được 7kg, cô Thúy thì đã không còn mất ngủ sau 3 tháng tập luyện. Hay chị Triết Phương dù đã là 38 tuổi và là mẹ của 3 con nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung như thời đôi mươi. Tới tận bây giờ, với Yến, yoga không chỉ là một sở thích nữa, nó còn là một đam mê, là phong cách sống, là người bạn đồng hành cùng với Yến trên hành trình khám phá thế giới. Và biết đâu yoga cũng sẽ trở thành đam mê của chính bạn thì sao? Yến tin rằng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân và cuộc sống chỉ với 30 ngày tập luyện.